Dạ con là Đường Thị Thành, con đến từ Thanh Hóa. Dạ con đây là Đường Thị Thành. Đường Thị Thành. Con nay 64 tuổi. Con đến từ Thanh Hóa, con là bên Lương ạ. Bên Lương ạ, không có giáo ạ. Bên Lương chứ không có giáo. Rồi chị Đường Thị Thành, chị họ Đường, chị được ơn gì của Chúa ấy kể. Con được ơn của Chúa là con cũng nhiều bệnh lắm. Nhưng mà được ơn là Chúa đã cứu chữa cho con chữa lành cho con được 80% rồi. Là con bị văn tim 2 lá và văn tim 3 lá. Và gai cột sống và gai 5 đốt và xịp 2 đốt. Và lại còn loãng xương và lệch đấy. Thế là con từ tháng 5 và cho đến tháng 10 thì con ai lái thì chở nào hai con cũng đến. Con đi cứ đi chữa nhưng mà chở ngoài mà không chuyển hết 21 triệu nhưng mà không được, không có hiệu nghiệm gì. Cho đến khi đến một bà ở bên giáo thì cho con mượn cái đài. Thì con nghe thì con thấy hay lắm, nhà con cũng đồng ý cho con đi. Thì khi con gái con nói là chờ mẹ đi thì mẹ làm nhà tôi chờ mẹ đi, mẹ không có tiền được luôn ạ. Hắn cho con tiền thì hắn cho là thôi mẹ cứ yên tâm mẹ đi chữa đi. Con cũng đồng lòng với mẹ là cầu xin Chúa để chữa cho mẹ thì mẹ cứ yên tâm mẹ đi. Thì con đi thì nói chung bên Lương con thì nhiều người họ bác. Nhưng mà con vẫn tin lắm vào Chúa. Thì con đi con nói là không ai cho mình. Mẹ cứ đi để mẹ nói chuyện với con về sau có mẹ với con. Nhưng mà con đi thì vào đến đây thì con rể con mới nói là hạ con gái đi điện làm mẹ ơi. Anh Huy nói là không biết mẹ bà vào đến Sài Gòn không biết là có khỏe không. Thế là con muốn buồn thì con nói là mẹ đi thành phố Hồ Chí Minh mẹ chứ mạnh chứ mẹ không đi Sài Gòn. Thế là đi thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đi Sài Gòn. Thế thì mẹ có khỏe không? Mẹ khỏe lắm, hôm nay mẹ thấy đỏ lắm con ạ. Cứ khi mẹ cứ ở đó đấy, hôm nào mẹ muốn về đẻ thôi nè. Mẹ muốn về nhưng mà cũng nói thật, xin chị em cũng vào đây là cũng không biết đường đi. Khi đến hồi đến chị em thì chị em mới là chị em đến Hà Giang mới đi thì con nói là bạn mà đến trò đến Hà Giang mới đi thì không dậy, không ngồi, đứng đi được thì Hà Giang mới đi thì chết, không thể sống nổi. Thì con nói thăm con đi thì bắt xe thì con đi có bật bạch đến nơi cũng nhờ Chúa cho đi thì con không có say xe. Mà con cũng không mấy hồi thăm mấy hôm chứ chờ đến dưới tin xuống thì bác khai mà hai tiếng xe buýt con bảo đến giáo hiển thì cô giáo hiển tin mình là chỉ mới là con đến nơi luôn. Hallelujah. Một người mà ngoài Bắc chẳng biết đất giáp gì mà vô đến đây mà đón đúng hai chuyến xe buýt là đến đúng giáo điểm tin mừng. Xe buýt 72 mà từ Bến Thành là đến đây là đến giáo điểm tin mừng. Chúng ta thấy không? Nếu mà có Chúa thì Chúa đưa đến bến như là cái ông định đến. Lúc mà không có Chúa thì cứ hoang mang sợ hãi. Người chị em của chúng ta đây là một người bên Lương chứ không phải là bên giáo, mà chỉ đến thành phố Hồ Chí Minh chứ không đến Sài Gòn. Đây, và chị đã được chữa 80% căn bệnh của mình rồi. Và đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Rồi hai bên giáp ạ. À, chuyến xe đây con đi là đây là thứ hai thì có bốn người bên Lương với quân bên hai người bên giáo đi với quân. Dạ. Chị lại rất được theo bốn người bên Lương với hai người bên giáo đi với chị nữa. Tôi tặng cho chị theo anh quản nha. Rồi xin chúc lành cho chị. Rồi.